Hello, xin chào bà con, cô bác, anh chị em trên YouTube Thành Trọc Cuộc Sống Florida. Mến chào mọi người nha. Bữa nay hai vợ chồng mình đi ra ngoài biển chơi, mà đi bằng xe chứ không đi bằng tàu. Nhưng mà những người bạn rủ mình ra đi chơi á, người ta bắt tôm, bắt cua, vớt cua. Mà nè, thấy xa xa có ngọn đèn đó, mà hai chồng mình không có đi xuống, ở trên bờ chơi. Dạ, xin chào mừng bà con đến YouTube Thành Trọc Cuộc Sống Florida nha. Theo tôi xuống đây có gì hôm nay không nha? Coi trong khi chờ đợi mấy người đó bắt vớt cua đó, cái hai chồng đi dạo vòng vòng làm có con gì không? Anh trên không hả? Có gì không anh? Bữa nay trời có trăng nè, trăng tròn vo luôn á. Con gì anh? Anh có vợ không anh? Không bắt được đâu. Ủa, ở đây sạch lắm nha. Hả? Ở đây rất là sạch vui luôn á. Đấy, đấy, anh ta bự luôn kìa. Anh vớt, bắt không được. Trời ơi, có cái vợt nó được rồi anh ơi. Ủa, ở đây rất là sạch luôn mọi người ơi. Không đem theo gì luôn á. Đó, kìa kìa, nó nhảy gì á, chạy á. Ôi, ở đây vui nha, ở đây không có dơ nha, nước sạch trơn à. Nè, coi thấy không, coi. Con gì anh? Coi. Coi, see that. Coi. Ủa. Yeah, spider crab, see that? Ghi quá trời spider crab luôn. Trong đây thế nào cũng có tôm nha. Từ 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 anh, có tôm nha. Cá cơm. Coi có con crab nào, con cua. Ê, đây nè, nè, ơi, ơi. Không, coi, coi có tôm không? Lên mà lên chơi rồi. Chưa? Thôi giờ đi lên chỗ mấy người bạn nha. Cá cơm quá trời nè. Ok, chơi giờ đừng lắng rồi, bạn có thể gọi mình nha. Giờ xin mời mọi người đến cái chỗ mà tụi em tụ tập nha. Quá chị còng luôn. Này. Trông ủa con à. Con này ăn được không? Răng muối hết sảy luôn á. Quá trời luôn á. Đó đó đó. Đúng bài đi bắt to vậy nè. Nè đây đây. Ây da, cắn. Ây, đạp lên đó nè. Ôi, ơi, răng muối hết sảy luôn á. Nhiều, nhiều. Em đi, đi, đi. Quá trời luôn. Mà thả đi. Trời, bắt xong thả. Thôi, đi lại chỗ kia nha. Thôi, giờ chúng ta tối quá, đi về nơi. Điểm hẹn hả? Điểm hẹn rồi. Ôi, cầu tối đẹp quá. Này chúng em không biết tàu cầu tên gì mà đặc đại là cầu mới nha, mới xây á. Ở Port de Soto. À, cái cầu cái đường này chạy thẳng đằng kia luôn, có đi tắt. Có lên cầu. Khỏi. Đi lại chỗ điểm hẹn nha. Vậy em kêu phụ anh đi. No. Cái này cái chân theo không chịu đem. Cái chân là gì? Ủa sao nãy anh kêu lên được, nói đi. Đã kêu phụ. Ờ. Vậy là phải chờ tụi nó tới đi khiêng chứ.
Cái chiếu em mà lấy chiếu xuống. Thôi giờ chúng em trải chiếu ra. Đó, chơi đang kêu dễ. Ngồi chỗ sáng nè, phải không? Đó, có đèn mà, mình sáng nó có đèn mà. Chỗ này sạch hơn, chỗ này nè. Chỗ này quá sáng rồi, khỏi cần đèn nè. Phải không? Ủa sao mình không chơi ngay chỗ này rồi? Đó, em lựa chỗ chơi. Quá đã không? Đó, chỗ này là quá đã luôn, sạch sẽ nữa. Xin chào bà con cô bác nha, chúng em đã đến cửa điểm hẹn rồi. Những người mấy người bạn hẹn đi vô trong cái lỗ đó để bắt vớt cua vớt tôm rồi, mà chúng em hôm nay không có đi, không có lội xuống. Giờ đang chuẩn bị sắp xếp chỗ chơi. Ngày hôm nay là ngày thứ tư á. Ở Florida đó không nhất thiết là phải đi cuối tuần nha, cứ rảnh lên là rủ nhau đi chơi thôi. Nói chung là đi mà đi vớt tôm vớt cua phải canh nước xuống mới được, nước cạn á, mới bắt được. Bữa nay chúng em đem mấy đèn theo nữa, vừa rồi á quên đủ thứ hết trơn á, cho nên vớt lên xong rồi cái không có gì để nấu, không có đèn luôn, rồi đi về. Rồi hôm nay chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng, có chiếu ha, rồi có bàn, có karaoke. Giờ là em chưa tới sáng luôn. Cô đang ngủ được luôn á. Ở Florida đó, mấy cái chỗ mà giống như pub lịch á, hoặc Walmart á, bán những cái chiếu nè để đi biển á, rất là tiện lợi mà nhẹ nhàng luôn á, sạch sẽ luôn á, không có cần mua tấm bạc. Chiếu là tiện nhất luôn á, sạch luôn á. Chỗ này á, có nhiều người hỏi ở đâu mà mình không biết chỉ sao luôn, mình chỉ biết là xuống Port de Soto Park and then mình chạy, mình trả tiền thô một lần cái cầu thứ nhất á, ngay trên cầu thứ nhất chuẩn bị lên cầu mà quẹt tay trái nha, nếu mà quẹt tay phải cũng được nữa, quẹt tay phải đi vô trong dưới chân cầu nó có câu cá luôn ha, rồi hai bên có bãi cát á, mình lội xuống mình thấy tôm cua luôn, nơi đó là bắt được luôn á, mà rất sạch nữa. Dưới chân nè, cái cầu đó không, dưới chân cầu thứ nhất. Còn tụi này á, hai đứa em bạn á, nó thích ở bên bụi này, không bụi này nó có cua nhiều, cho nên nó xuống đây, mà xuống đây rất là sình nhiều lắm. Nếu mà anh chị em nào mà muốn chơi mà trải nghiệm cho vui á, thì xuống dưới tay phải nha, dưới chân cầu á, hai bên đều có hết, thì mình mua giày mình lội xuống mình chơi, mua đèn mình rọi chơi cái vợt á, cái vợt xong rồi cái mình vớt tôm. Giống như nãy hai chồng chăm á đi thử á, không có đem vợt theo nhưng mà có thấy tôm đúng không, có cua luôn, cho đó mình thấy con nào mình bắt con đó cũng vui lắm á. Rồi có người nói hai chồng chăm á, làm YouTube mà không biết bắt con gì, cũng biết nói con gì luôn, lại làm YouTube làm cái gì. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng chăm á chỉ là quay để làm kỷ niệm, và làm kỷ niệm, và giống như cho mọi người thấy ở cuộc sống Florida, một nơi của chăm ở á, nó có cái gì thôi. Thật sự chăm cũng không có rành về địa lý hoặc là những cái con này con nọ lắm, thật sự là không rành lắm thiệt. Mình chỉ chia sẻ mình thấy cái gì, mình biết cái gì thì mình làm thôi. Mong các bạn thông cảm nha.
cũng có nhiều người á rất thích video của tụi Trâm lắm, tại vì một mặt chất phát, có gì nói đó. Cái nhà em mệt quá, ông chồng ngủ xíu nha. Trời ơi, có cái gói không? Có gói không? Trời ơi, đã chưa, lý tưởng chưa? Này nhậu, nhậu xịn quá rồi nè, mệt rồi nè, bữa nay không có dám, không có chịu lội xuống dưới xứ, xuống dưới lại bắt tôm bắt cá với người ta ở trên bờ chờ người ta bắt xong mới lên nấu ăn. Quên đây cái quạt sao em ơi. Ờ ha, sao đây cái quạt sao em ơi, đã luôn nha. Muốn anh em là muốn làm bạn đó, về Florida chơi với mình nha, vô tư lắm mà không có vô tình nha, có sức nha, chơi tới bến luôn á nha. Đem theo là cái đùi heo rừng con luộc vào chiều giờ đó, chứ cái sườn heo rừng đó luộc cho anh em nhậu. Ủa, ra đây ăn đồ biển sao ăn heo rừng? Mấy người đừng có chết sao, tôi giống heo mà, tôi không thích heo lắm, không heo. Ăn heo giống heo. Anh ra đây phải ăn đồ biển chứ. Lấy chiếc ăn đồ mặn trước đi, nếu có đồ biển thì sao. Đây nè, wow. Bạn nè. Ôi đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng. Ôi hấp dẫn chưa đó. Heo rừng đó nha. Chờ heo nào, rừng là da dày nha. Bữa đứa em mình nó xuống dứt ghẹ đi lên bộ, nãy giờ nó đói đó. Có heo rừng chấm với chao ăn không còn gì bằng luôn. Bây giờ tao nói không vừa qua được ăn sáo luôn á. Sáu phải hát xong. À, bình minh sáng sớm ánh sáu về thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kinh xanh anh giao cùng em cho biết ruộng đồng. Ủa này chấm chao ngon luôn á, thấy chưa? Có ớt không? Có à? Ủa, không có. Cái mềm dữ anh. Hơi mềm á, đúng không? Mình muốn có da mới ngon. Ôi, có dĩa sẵn luôn. Nhiều người mềm thiệt đó nha. Có ở nhiều người á, nhiều người gọi ngon. Gọi Trâm với Thành á. Nói chuyện với lại muốn gặp nhau á, nhưng mà nhiều khi á tùy duyên đi, bận hà tùy duyên thông cảm nha. Với lại nhiều khi chảnh nó mà lúc với gì quá. Nhiều khi có đi công chuyện nữa. Mốt có là để ăn món món này nè ha. Đường nè ha. Thứ bảy này á tụi này đi qua bên Valentin á, có cái vườn trái cây mới mở. Thứ bảy này khai trương. Đông vui lắm, tụi này qua bển quay chụp người coi hen, rồi mò xuống đây chơi á, thì ghé đó tham quan. Ở đây mà có gì mới là lạ là mình đến hết à, mình đến nên mình chia sẻ cho mọi người biết. Mà nhiều khi chia sẻ nhưng mà cái nào biết mình nói không biết nha, chứ không phải ai cũng biết hết đâu nha. Làm YouTube chứ đâu phải là biết hết được mọi việc đâu, kinh nghiệm gì đâu. Làm như vậy là hay lắm rồi đó. Ủa tới rồi kìa. Hàng dê, để là anh ba. Em trên bờ không đâu có vợ đó anh ba ha. Hàng dê. Mùa bắt rồi. Ôi trời ơi. Tôm kìa, tôm chảy ra luôn rồi. Đâu, có lò đâu, có lò đâu. Chân. Ý, có con này hay không? Lấy luôn. Con này bị Scarlet lấy luôn. Nhưng mà em không quay phim được. Không. Lấy luôn. Không. Rồi bắt gì con sò nhỏ xíu luôn vậy. Nè. Trời ơi. Xíu thương không? Có con cá nhỏ xíu đó nè.
Ủa sao còn cua đực không vậy? Ủa không có hả? Đẻ là sâu đẻ rồi. Ồ, không biết đâu. Ai muốn ăn cua đực thì lại đi vớt nha. Ngàn cua cái ở đây cầu Skyway á. Cầu Skyway cá nhiều lắm. Thôi qua đây đi anh em ơi. Này nó quá mềm mà không sao cũng ok. Giờ mềm khỏi nhai. Ừ đúng rồi. Vũ tới đây. Mua nướng cá anh ơi. Có lò đâu nướng. Hả? Có lò đâu nướng. Sao Phú nói Phú đem. Đó. Em rổ theo đó nè. Bự bự không? Bắt được mấy con lẻ bự được rồi đấy không? Ờ. Đang qua này chết đi. Con cá đối đi chiên ăn đi. Hả? Có con kia, có con con lọc cho giống. Đó rồi. Ăn đi đây đi ngon. Đúng đi chấm. Lụt đi lụt đi. Nè có nướng rồi rửa đi. Ủa sao không đi xuống dưới múc nước? Anh lấy sao mình không có nước mình múc nước? Hồi nước giờ rồi, lắm. Thôi. Nè đây bỏ vô rổ nè. Sao nữa? Bỏ cua vô rổ đi. Dám bắt. Ủa sao nãy sao bắt được? Không, cái đó nãy. Nè quay chờ. Chăm ơi nó bự ra chăm ơi. Cái nồi đâu anh ba? Anh ba ơi đưa cái nồi cho em đi. Nước vô nấu chú đi mà để cho nó sôi. Cái nồi đây gấp bỏ vô hả? Nước đây quá trời nè, cứ vũ lấy. Nào. Con kinh hùng. Dạ. Con nào má này nó cũng chả có ra luôn á. Anh Vũ ơi, anh Vũ bắt đi anh Vũ ơi. Dạ, nó cửa rồi. Dạ, ai đổ đây đi rồi mình đậy nắp mình chắc nó được không? Để đi nghỉ gì. Đó hả? Đổ nước vô cái đổ nước vô để. Không có dơ không? Hả? Mồ dơ lắm. Vô nó thấm vô trong người lắm. Đồ thấm vô người đó. Rửa. Ừ, đổ nước vô rửa nè. Đổ thêm vô. Bỏ vô rửa không? Mấy con này rồi lũ luôn hả? Không, không phải ăn cô chứ đi. Tôm không? Giờ nó tập lum vô hết rồi sao? Anh nhúng vô cao nước cái đây cho nó xả cái râm ra. Từ từ chơi. Cái này mới nè, chả đã nè. Bây giờ bay là biết nào chín bay gì để kia ăn uống cũng đem lửa theo hết đồ ăn về bóc với bà con bác ơi cái đem giấy theo cơ dạ có dạ có luôn là hết là con đem nghe nói coi này luôn mời anh em đây là đụ nho uống ăn heo rừng sáng vậy làm là chạy với heo rừng không làm dụng xong hết trơn á mời cả nhà cái đó trời thấy cảnh này giống ở Việt Nam không? Ê, anh ba em lấy cái bàn ra em máy lại trên bít chó đi lấy cái bàn đi anh đây là ở Florida nha lấy bàn kia chú lấy cái bàn anh cần chứ ăn gì vậy ăn gì vậy em ăn cái sườn heo hả à? Nãy đi vớt cua vớt tôm vui không vui mệt không không mệt hả cái này giờ gì lát ồ bị lát phải không sau khi làm việc phải không sau khi làm việc áp đầu quá cái đố bánh chèo đó cái này chăm trời ơi đã nha ngon nha cái này nha
này sườn gì, sườn heo gì, heo gừng phải không? Dạ. Rồi cái làm chấm nước mắm của chấm chéo ha. Cái bỏ vô miệng. Đã. Quá ngon. Ở đây ở đâu vậy? Cái này ở Florida. Ở Florida. Ở Florida. Không phải Tây Nguyên nha. Nào phải Tây Nguyên à. Này ở Florida nha. USA đàng hoàng nha. Có heo rừng chầm chéo luôn mới ghê chứ nghe không? Không thiếu rồi mà chưa. Cái đó là phải có một ly rượu đỏ nữa nha. Ủa không phải Tây Bắc chứ quên. Chầm chéo Tây Bắc luôn á. Nhưng mà nó qua Florida chơi rồi. Vậy anh Tây? Đây là hội nghị bằng tròn nè. Trời ơi. Ban ngày làm em ở đây không nói đi. Tối thì là bắt bắt tiền sống. Dạ, tối 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 mày á. Chơi sang nữa. Quá hả? Một cái cầm chân gà, một cái cầm chân gà. Một cái cầm chân gà. Mấy cái bãi biển cuối tuần lễ đó đâu nổi luôn. Đó, cứng rồi. Đỏ, xanh rồi. Nó xanh nó vàng đâu, chưa. Chưa đâu, gạch chưa đâu. Ơi. Có xay kìa. Chưa. Nó đổ xay vô. Chưa. Chưa chín nào. Làm gì được không vậy? Mình lấy cái nắp vô đổ luôn. Chưa chín nào, sợ chưa chín nào. Không đâu chín rồi. Để lấy nắp đổ chín rồi. Được rồi, chín rồi. Mới cái 8:30 rồi, chín chín. Ôi, chín chín vẫn khô hết rồi. Rồi luôn. Chị cho em chén chị. Cảm ơn. Để ăn coi nè. Đừng có đồ hết, tao ăn. Thôi, ăn hết đâu có luộc. Ăn hết đừng luộc gì vậy? Sẵn luộc luôn vậy nó chết. Chết không? Chết đâu kìa. Chết rồi. Bắt như lùm bò là nó chết rồi. Anh đó là chết rồi. Con nhỏ vậy. Đúng không? Con nhỏ vậy. Ừ. Nóng 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 quá chồng ơi. Trời ơi chồng ơi chồng nóng quá hả? Chồng ơi nóng chồng. Không cầm vào tay. Trời ơi con nó ngon. Ôi con nè nó ngon nè. Gạch không trời ơi nó nóng trời ơi. Ủa con được có mối gạch nữa hả? Để đi. Anh bẻ cua nhỏ nhỏ anh nó nhỏ nhỏ thôi. Bẻ cho bằng phải không? Nhỏ hả? Bây giờ không có. Ngon bây giờ xong phải không? Thôi cua luộc xong cái chấm chầm chéo rồi làm. Trời ơi. Ăn mua được mới giữ ha. Ba dục nắm ngay. Ủa. Ủa sao ăn cái đó vậy? Mua ngon mà. Trời ơi, dùng chảo dao cắn cái ghê ông nội. Dạ. Cho em miếng nghe ơi. Ờ, tao mới thịt không nè. Em có học ăn này, này chấm nhai luôn chấm. Nhai luôn đi. Tao cho em miếng đi. Nè. Xin mời mọi người nha. Anh ăn ruốc no quá không? Ly cảm ơn thành là thú địa ở đây nha. Con cảm ơn thú địa ở đây nha. Cho anh em có chưa vậy đó mọi người. Cảm ơn nhiều. Thấy không? Vô, 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 vô. Thôi, mời thú địa nha. Mời thành thú địa, mời. À đi. Rồi không? Giờ nắp cua nè, chưa mới bắt lên. Rồi xong, cái ờ, để cho mấy đứa nhỏ tắm biển thôi. Chấm nước chầm chéo. Bây giờ nè, mình không có đập mà mình hốt nó luôn. Đó. Đó. Vô đây. Rồi bây giờ xong cái mình đập. Trước khi mình đập mình hốt nó xong. Rồi cái mình chấm một miếng muối tiêu chanh. Vô đây. Ủa chầm chéo mà. Chầm chéo. Chấm miếng chầm chéo. Rồi xong cái. Bỏ vô miệng. Nó ngọt nha. À, tôm là ngon. Tôm mới nè. Trời ơi, tôm nữa ăn. Chưa. Chấm rồi đó. Không, em ăn tôm em phải lọc vỏ. Hả? Ừ. Nó mất cổ. Trời ơi. Đó, bây giờ cho nó mới ăn. Bây giờ con tôm khi mà mình lọc ra xong rồi nó còn cái đầu của mình rồi đem đi bỏ. Ai rồi. Đúng đúng không? Trời ơi. Ghẹ nó cứng nè, ghẹ nè bắt ra ta. Nhớ cái làm dấu không? Nhớ mà. Thì nguyên đám này bắt nào. Mày nó cứng nè coi nè. Chạy quá trời luôn nè. Chạy ghê sao? Có cái muỗng anh muốn cái muỗng bốc không? Chắc quá trời nha anh ha. Đầu nó cứng nè. Thấy nó đem chuẩn bị đồ nghề hết trơn không? Đó. Biết ăn cua thế nào cũng ăn càng. Càng phải đem theo. Đập nó. Cái này em tới nè. Đây.
Ừ, ơi ăn đi ăn hồi bên máu đó anh ơi. Quay ngà bên lên bị mở trong máu. Dạ anh. Này chuẩn bị gì anh? Ừ, thấy chưa? Nóng cứng nè. Ba con mình cắt hết luôn rồi. Để con kia. Em nắm đi, em banh đi, tao coi chưa. Con cuối anh banh đi. Em chạy đi. Em banh đi tao. Rồi. Cá đói phải lấy ruột ra nha. Ruột ra nè, nắm đi, banh đi anh tao coi chưa. À, một cái nè. Rửa đi. Vậy an toàn rồi đó không? An toàn trên xa lộ á. Quả từ biển ra mà thôi. Bỏ cái kia đâu rồi? Mình ăn cái đó chiên nha. Lũng rồi anh ơi, lũng rồi. Ủa, lũng rồi. Lũng rồi. Ba cái. Ba cái. Cái dầu á, cái đó mỏng quá. Okay. Này là nướng giả chiến nha, không có đem dầu theo, không đem chảo theo luôn. Chín là ăn thôi, trắng là in. Chín là ăn mà trắng là in luôn. Việt Nam là bỏ vô miệng là cắn thôi đó. Qua Mỹ này không cắn nha, qua Mỹ này găng nó mất tiền lắm, không dám cắn đâu. Cắn đi rồi Việt Nam làm răng, sẵn vị đang chơi luôn. Đập đi. Có gì càng luôn á. Chấm em đập rồi nó chấm rõ đi. Cắn đi. Nè đây nè, bắp sang nè đập luôn. Mè không xào, xào mè không? Nè đập luôn. Đúng rồi, đập ra xào mè đúng không? Không. Cái này mà ai rảnh á. Ừ thì em bắt vậy nhìn nè em cái me đó. Rồi rồi xong cái nha. Chị Trâm biết không? Mình nấu bún á, cái mình tháo cái này ra nè, càng này nè, mình lại vô mình làm là bún bún càng cua gì đó. Bánh canh bánh canh cua đó. Nó phôi ra mà còn thiếu món gì nữa không? Thì đó đập càng sợ càng sao. Món phôi ra không có sầu riêng. Xong có. Hả, trồng á, chôm chôm không có. Trời ơi, có với trong phi trường trồng quá trời luôn. Có bán thôi chứ không có trồng được. Không có trồng được sầu riêng nha, không có trồng được chôm chôm với lên măng cục. Ba cái thứ đó là không trồng được ở Florida nha mọi người. Chỉ có mua ở đâu đem tới ship tới thôi. Mấy mì có mà. Thử rồi không được đâu. Thử không được đâu. Có thử rồi nhưng mà không biết sau này thế nào, nhưng mà có người thử qua rồi cũng không có, cũng làm được. Bé ha. Rồi. Tháo này ra đi. Cái này là bắt nguyên chất nha, từ dưới biển bắt dưới nè, đem lên còn rong nha. Ăn nè, ăn nè. Rồi, bẻ không được hả? Không. Chắc quay chắc luôn á. Đó, cái này là có ăn vậy phải có chai bẻ nha, ra lòi ra nè. Đó, ngon luôn. Đó, chai bẻ nè, ăn đi. Nè. Nè em nữa chứ ăn hết được. Không, đây. Không. Giờ anh bẻ cho gái được không? Cho gái này nha, cho gái. Kiều. Không dài nữa không? Nè, thấy không mọi người ngon. Cái gái này miếng này cái đùi này không? Cái đùi này là đùi cua đó. Chín trời. Cua nóng quá. Nè, bữa đây nhập đâu? Bữa đây nhập đó. Chín rồi kìa nè. Rồi mở hành đó. Ôi da. Giờ ăn anh này chết đi. Mở hành đậu phộng gì đâu. Chờ chờ đậu phộng. Vô đậu phộng. Kìa có đồ gấp kìa. Ăn có đồ gấp kìa. Khó. Mới hành. Cái này là ăn đậu bờ. Thấy chưa, giả chiến ngon không? Làm gì cũng phải cho nó chín được chứ mới ăn được chứ. Dạ. Chỗ nào cũng ăn được. Rồi, cái này là xanh tồn nha. Thành bự cũng ha, đồ này có gì ăn đi. Ăn cho đi.
ăn chỗ đi. Rồi cá tươi mà. Chế lên nè, chế lên chi. Chế được thêm không? Không sợ. Cá tươi mà, cái này ăn siêu xì được mà. Ăn ngon. Nè qua đây ngồi đi. Nè, sống. Cá sống không? Sống. Đúng rồi. Sống được là chín nè. Sống được ăn. Thấy vậy? Nào sống được ăn để ta ăn chưa? Trời lê lệ luôn hả? Không, không làm cá sống được mà. Ăn không ngon mà. Ăn bỏ vô chip, bỏ vô chip. Ok. Bỏ vô chip á. Ăn kiểu nó ngon lắm, thử đi. Thấy đường không được. Đúng rồi, chip không? Chip, chip đâu, chip đâu. Nè. Chấm vô. Rồi. Đây đó, ăn kiểu giả chiến nè mọi người ơi. Thấy không? Ăn vậy đó mới là ngon luôn á, vừa vừa giòn giòn mà ngọt của thịt cá nữa. Cá nữa nó khô chưa hả không? Ăn nhanh nặng vô. Cái chanh là nó nhặt nhặt cho ngon. Chín cái ráo rồi kìa. Chín trơn rồi. Chín rồi. Rồi. Con đầu thống. Thống đầu thống. Tốt. Bỏ chip vô, bỏ chip vô. Thôi, cũng chào tôi nè. Thì dạ, ăn thử đi thử. Chiếc cái đầu ghê chiếc ơi. À, ngọt rồi. Nó không hoàng, không hoàng. No, cái đầu, bỏ đầu đi. Cái đầu, xương không hoàng, cái này đi. Ăn đi. Đưa lắm. Này, cầm đi. Rồi, đưa này cho anh. Rồi, vô. Lại chương. Vô đi. Ngon chưa? Hồi nãy vợ đóng phim, giờ chồng đóng phim ha. Ngon quá. Mỗi biết cách là chính hết rồi. Ba. Ừ. Không được bà lên bà sang bà buồn. Buồn bà không làm gì. Nó cắn hỏi xỉn chết à. Nó xỉn quá mình xỉn. Trời nó ngọt lắm nha. Quá ngọt luôn á, mới bắt lên mà. Gái anh làm cho miếng rồi gái. Nó ngọt. Không, em ăn rồi. Hả? Cắn quá mà, cắn quá. Tại cho em đi. Thank you. Xin làm cho người ta dễ no, nó không được sao nè. Thao nhầm đá đi. Ngon. Bị thu xếp đi về trời nằm luôn rồi. Bữa nay sao bữa nay sẽ nằm không vậy? Rồi chuẩn bị thu xếp đi về bà con cô bác ơi. Phải có tiền mua được hạnh phúc. Không phải có tiền mua được yêu đòi lấy bệnh tiền này. Cái muốn nó bỏ vô đây không? Yêu tôi bỏ đây này chị cho. Nó vô ăn cho. Chào bà con, anh ai chơi vui quá. Tình cờ tiếng nó có chơi lên nằm không à? Gặp lại nhau dường như lâu lắm đã quen nhau. Gặp lại nhau lúc ta đi về. Đi về này. Thôi, chào bà con nha. Bye, bye. Gặp nhau lại nha. Nay ngồi đã đây bà con, có gì thiếu sót bỏ qua đừng có buồn nha. Cuộc đời mà nhân cho thập toàn có gì bỏ qua xin lỗi chứ bà con ngon ngon nha. Gặp nhiều khi cái video có 100 nha thì ủng hộ bắt nó đi quay hoài bắt nó hoài nhiều ý cái video bà con coi. Cảm ơn nhiều, xin chào.